Bây giờ anh nói sao? Em nói là y xì mày thôi. Đúng không? Nó đúng là có quà thôi. Ok các bạn. Một con gà. Một con gà. Hai con gà. Hai con gà. Ba con gà. Ba con gà. Bốn con gà. Bốn con gà. Năm con gà. Năm. Mấy con rồi? Năm. Bắt tay tuyệt vời. Năm con về chỗ. Anh hỏi mấy con rồi? Thì em nói mấy con rồi thôi. Đúng không? Kêu nói sao nó lại y xì vậy mà? Cho tôi hỏi. Một vợ thì nằm giường lèo, hai vợ thì nằm trèo leo, mà ba vợ thì nằm ở đâu? Chuồng heo. Ba vợ nằm bên má vợ. Má vợ. Chuồng heo. Ba vợ nằm má vợ. Ba vợ nằm kế bên má vợ. Ba vợ thì nằm kế bên má vợ nha. Xin mời tất cả những thành viên đang ngồi bên dưới, chúng ta cùng nhau đứng dậy được không ạ? Ok. Rồi, lý đâu, lý đâu. Chuẩn bị nha. Một, hai, ba. Hai, ba. Và một cái này thì chúng ta sẽ được mời tất cả những thành viên ta cùng nhau quất một chụp hình không? Ok, lại nha. Một, hai, ba. Hai, ba. Hai, ba. Xin cảm ơn rất nhiều. Và chắc chắn rằng với những tín hiệu như thế này, buổi tiệc ngày hôm nay sẽ là buổi tiệc bùng nổ của tất cả chúng ta. Ok không ạ? Ok, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với nhau nhập tiệc. Hey!
nói vừa lời. Bữa nay lên này nè. Tài tiết làm như thay đổi tài tiết. Lại cái nè, lại cái nè. 2, 3. Chơi một game show rất là vui, giải thưởng là 1 triệu đồng tiền mặt. Ok không ạ? Và ngay lúc này tại sân khấu này chúng tôi muốn 5 bạn nam và 5 bạn nữ. Ủa bắt cùng chơi nữa. 2 3 4 5 điểm nha. 1 2 3 4 5 6 7. Nữ đâu, nữ đâu? Rồi xin mời dẫn thành viên hãy cho thành lùi về sau 5 bước được không ạ? Ok. Và một tràng vỗ tay thật lớn dành cho những thành viên ghen dạ nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Lên đây không biết làm gì vẫn lên. Đúng không? Lại cái nha, lại cái nha. Ok. Trò chơi cuối cùng đơn giản thôi. Nam đố, các chị trả lời. Nhớ nha, mình đố, các bạn trả lời. 2 + 2 bằng mấy? Bằng 1. Nó đơn giản vậy thôi. Đơn giản không ạ? Ok, tuy nhiên mình phải trả lời cho nền nhạc rap IQ. Nhạc lên, vô. Ví dụ, một câu hỏi dành cho bạn xếp hàng vô. Em quen. Nhớ nha, mình phải trả lời theo nhạc rap IQ. Ok mà. Rồi, câu hỏi dành cho bạn có Quốc Linh và Quốc. Vô. Một câu hỏi dành cho bạn đây nè. Nhìn vào camera. Một câu hỏi dành cho bạn có nội dung là như sau. Cho tôi hỏi. Người da trắng, người da trắng lấy người da đen, họ sinh ra đứa con có răng màu gì? Màu trắng. Rất tuyệt vời. Mới dễ ra.
chưa có răng, chưa có màu. Ok ạ, mới đẻ ra chưa có răng. Ok, xin mời anh. Xin mời anh Thiện ạ. Ok, một câu hỏi dành cho anh có nội dung là như sau. Cho em hỏi, người da đen mặc áo đen chạy xe màu đen, cho em hỏi tấm biển bị gì? Tấm biển bị nước. Xin mời em bước lên một bước. Một câu hỏi dành cho em có nội dung là như sau. Cho anh hỏi, cầu gì có bảy màu? Cầu vàng. Đúng rồi, nhưng đó chỉ là câu hỏi phụ. Câu hỏi chính của em là cầu gì nhỏ nhất mà nhà nào cũng có? Vô. Tay một cái đang ăn uống mà cầu tiêu. Cầu nhỏ nhất là cầu chì, cầu dao. Ok bạn, xin mời giờ chậm. Tiếp theo xin mời bạn tiến lên cầu bước. Một câu hỏi dành cho bạn có nội dung là như sau. Bạn muốn câu hỏi khó hay là câu hỏi dễ? Em muốn câu hỏi dễ anh nha. Câu hỏi dành cho em có nội dung là như sau. Bây giờ cho anh biết con gì hai đầu chín đuôi? Dạ thưa anh, em không biết. Không biết thì xin mời em đi về chỗ. Biết không? Em biết anh ơi, nhưng mà em nói chơi. Dạ thưa anh là con lăn đúng không? Con lăn bất tuyệt vời. Con mà hai đầu chín đuôi là con 20. Đơn giản thôi. Xin mời em tiến lên một bước. Một câu hỏi dành cho em có nội dung là như sau. Cho anh hỏi, em muốn câu hỏi dễ hay câu hỏi khó? Khó. Ok, cảm ơn anh nhạc. Câu hỏi dễ thì không cần nhạc, đúng không? Cần gì âm sầm. Bây giờ anh nói sao? Em nói là ý xì mày thôi, đúng không? Nói đúng là có quà thôi. Ok bạn, một con gà. Một con gà. Hai con gà. Hai con gà. Ba con gà. Ba con gà. Bốn con gà. Bốn con. Năm con gà. Năm. Mấy con rồi? Năm. Bắt tay tiền rồi. Năm con về chỗ. Anh hỏi mấy con rồi thì em nói mấy con rồi thôi. Đúng không? Kêu nói sao nó lại vậy mà. Hỏi mấy con rồi thì cứ trả lời là mấy con rồi thôi. Ok không? Bót Như, Bót Như, Bót Như, Bót Như, Bót Như. Yêu cầu anh Nam cho Bót Như. Mời Bót Như tiến lên một bước. Một câu hỏi dành cho Như có nội dung là như sau. Cho tôi hỏi, một vợ thì nằm giường lèo, hai vợ thì nằm trèo leo, mà ba vợ thì nằm ở đâu? Chuồng heo. Ba vợ là bên ba vợ. Ba vợ. Chuồng heo. Ba vợ là ba vợ. Ba vợ nằm kế bên má vợ. Ba vợ thì nằm kế bên má vợ nha. Ok bạn. Một câu hỏi tiếp theo dành cho anh là có nội dung là như là. Cho em hỏi, anh muốn câu hỏi dễ hay là câu hỏi khó? Nếu mà câu hỏi khó chúng ta xuống về lóc Zalo. Ok. Một câu hỏi dành cho anh có nội dung là dễ nhất. Ok ạ. Cho em hỏi, cây kim giờ và cây kim phúc nằm ở giữa số 1 và số 2 lúc đó là mấy giờ? Cây kim giờ và cây kim phúc nằm ở giữa số 1 và số 2 lúc đó là 10. Cây kim giờ là cây kim phúc nằm ở giữa số 1, số 2 đó chính là 1 giờ 15 phút. Ok, rất tuyệt vời. Lúc đó là 12 giờ nha. Cây kim giờ và cây kim phúc nằm ở giữa này. Số 1 và số 2 lúc đó là 12 giờ. Người trả lời câu đó hay thường về nằm đồng hồ luôn. Một câu hỏi tiếp theo dành cho em có nội dung là như sau. Cho anh hỏi, ai là người xả rác đầu tiên tại lịch sử Việt Nam? Một câu hỏi dành cho em đơn giản như vậy mà em không trả lời được. Một câu hỏi dành cho em có nội dung là như sao? 7 x 1 bằng mấy? 7 x 1 bằng 7. 7 x 7 bằng mấy? 7 x 7 4. Một câu dòng có bao
câu đó. Không dễ đúng không? Câu hỏi dành cho bạn có nội dung là như dạ cô Vũ hả? Khoa đã mở rồi, khoa đã mở rồi. Một câu hỏi tiếp theo dành cho bạn như sau. Ok nha, hãy trả lời thật kỹ câu này. Cho tôi hỏi, một bầu trời âm u có một người, nghe kỹ nha, một bầu trời âm u có ba người, cầm một cái ô, cầm một cái ô, hỏi người nào bị ướt hết? Đéo phải ướt hết. Ây quá đất tuyệt vời. Cảm ơn âm nhạc. Thôi sĩ đi dắt tuồng không mà. Kể người ta. Xin chào đây, xin chào đây, xin chào đây. Bây giờ chúng ta đến với trò chơi là chung kết. Trò chơi mang tên đúng sai, đúng không ạ? Em hỏi cái gì, Nam hỏi cái gì, kệ Nam. Câu trả lời của bạn là đúng sai thôi. Em tên gì? Quyên. Là về chỗ. Là em trả lời đúng sai thôi, anh hỏi gì kệ anh. Sai. Hiểu không? Sai. Một cộng một bằng mấy? Sai. Sai ba. Không có một bằng mấy? Ba. Hai. Hai là về chỗ. Sai. Anh đúng gì kệ anh. Em chỉ có hai từ thôi, đúng sai thôi. Hiểu không? Em tên gì? Đúng. Đúng. Em tên gì? Đúng. Ok, hiểu chưa? Một cộng một bằng mấy? Đúng. Nhưng mà đúng sai phải có ý nghĩa, hiểu không? 1 cộng 1 bằng 2 đúng hay sai? Bằng 3. Đúng. 1 cộng 1 bằng 3 đúng hay sai? Sai. Đúng. 1 cộng 1 bằng 3 là sai nè. Ok, đúng hiểu chưa? Đúng sai phải có ý nghĩa. Ok mà, màu tràng của ta lớn cho trên, đúng sai. Rồi, đi vô đây, đi vô đây. Từ từ lên mà chung kết nè, lên mà chung kết. Từ từ, anh hiểu chưa nè? Anh hiểu chưa? Anh tên gì? Đúng. Ok, bạn tên gì? Đúng. Ok, rất tuyệt vời, đã hiểu được chơi rồi. Một tràng vỗ tay thật lớn dành cho trận chung kết bắt đầu. Ok, xin mời em bước lên một bước. Em bước lên một bước, ok ạ. Xin tay này, xin tay này. Rồi, ok. Em sẵn sàng chưa? Dạ kìa. Đúng. Bắt tay một cái. Về chỗ. Vừa rồi là câu hỏi. Hỏi sẵn sàng chưa? Thì nói là đúng hay sai thôi, ok mà. Xin mời thầy bước lên một bước. Anh thấy người đó về đúng hay sai? Đúng. Tuyệt vời, bắt tay một cái. Cho em hỏi. Nhớ kỹ nha. 1 cộng 1 cộng 2 bằng mấy? Đúng. Bằng 3 đúng hay sai? Sai. Chứ bằng mấy? Sai. Ok, có tiền ơi. Ngày hôm nay anh đi chơi vui không? Sai. Đúng, vui không? Không vui hả? Vui không? Đúng. Sai. Hôm nay có vui không? Đúng. Đúng. Một câu hỏi cho anh như sao? Anh nghe kỹ nha. Có một con gà cái ở nó bay ra con rơm, nó bay bên phải, bay bên trái. Ở dưới không nhắc nha. Bay bên phải, bay bên trái. Bay cái ổ nó. Hỏi đẻ trứng ở đâu? Đúng. Đúng luôn. Sai. Trời ơi, nó đẻ ở góc rơm. Đúng. Bắt tay một cái, rất tuyệt vời. Gà trống sao đẻ anh? Gà trống sao đẻ? Gà trống sao đẻ? Gà trống sao đẻ? Chưa hỏi, đang hỏi chưa đúng. Nói rồi đó. Anh nói rồi, anh nói đúng rồi. Về chỗ. Hỏi gà trống đẻ ở đâu mà nói đúng. Ok. Em thấy hôm nay như thế nào? Đúng. Ngày hôm nay em đến từ đâu? Đúng. Đi với ơi. Đúng. Một câu hỏi dành cho em. Làm gì nhìn gì hả? Một câu hỏi dành cho em như sau. Nghe kỹ trả lời. Có một con bò chạy từ đông sang tây, từ trái qua phải, từ nam qua bắc. Nghe kỹ nha. Từ đông sang tây, từ trái qua phải ra bắc. Hỏi cái đuôi nó chỉ vào hướng nào? Đuôi nó chỉ về hướng nào? Sai. Đuôi chỉ về bên trái. Sai. Không nghe. Bên phải. Bên trái. Sai. Bên phải. Sai. Bên trên. Sai. Dưới. Sai. Đúng. Đúng. Thiệt không? Thiệt. Sai. 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 Rồi, rồi bữa sau sao?
sao. Mấy ông còn đấu với tụi con gái nữa không? Không dám, không dám đâu mấy ơi. Không mấy ơi. Nè nó nghe nè, nó mà nước mắt rơ rơ rơ. Thôi bây giờ chồng chị đâu rồi? Chồng chị đi ngủ. Chồng chị đi ngủ đó kệ mẹ chồng chị. Em nói chuyện đi. Chồng tôi không có cho trong cuộc chơi này, hiểu không? Lộn vòng bây giờ nè. Kệ nó. Vấn đề là không có nằm ở đây. Lộn vòng đó. Sao nó nổi hay không? Nói tiên. Nếu là sao nè, nếu là nó chứ nè. Con uống giùm anh Phát không nổi thì con chịu thua. Không, con đừng nói vậy, con sao? Con uống 2 ly nữa. Giờ sao uống tiếng không? 2 ly nữa. Dạ, dạ, dạ. Nổi không? Tiếng 1, 4 ly. Cũng được. Rồi Phát nè, sao? Thôi, hết nổi nè. Thôi, hết nổi luôn à. Thôi, hết nổi luôn à. Thôi, đi ngủ nè. Rồi, ok, cho đi ngủ đó. Rồi, đi lên, lên ngủ, lên ngủ đi. Còn quay được. Còn tỉnh. Lên Hoàng ơi, đi đi. Còn quay được, đi đi đi. Hello, xin chào mọi người. Và đây là những giây phút cuối cùng khi chúng ta ở lại Đà Lạt. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện một cái tập đó là test giọng nói của từng thành viên sau khi kết thúc chuyến đi này. Ok. Vâng, và giờ đây các bạn ngồi yên vị trí, không được nhún nhích. Bắt đầu chương trình test giọng nói. Ok. Cảm ơn con kéo đi đâu. Đây. Tối dừng, đứa nào ăn nhậu đâu. Mở ra. Không, ổn định nghe chứ. Ở mình rồi. Ổn gì cái này mà ổn gì. Cậu ổn không? Quét, 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 quét. Alo. Alo. Con có khang tiếng không? Ổn. Very good. Con. Hi. Hi. Trời ơi. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Rất là ổn nha. Ổn nha. Một đứa ổn. Em ổn lắm chứ. Em cho tới 12 giờ em ổn. Có đứa nào khang tiếng không? Không à. Hiếu nói chuyện rất là trong veo nghe chế. Trời ơi. Tao nói mà nghe. Con rất là ổn. Con đi cái chuyến đi này con cảm thấy vui không? Quá vui rồi, quá bất ổn luôn. Quá vui không? Hồi tối mợ nghe đồn là con phun vòi rồng quá không? Vòi rồng 2 lần luôn. 2 lần luôn. 2 lần vòi rồng luôn. Nó phun sao vậy mấy đứa? Cái miệng nó bỏ vô. Nhớ vòi sen nha. Ở đâu phun ở đâu? Cô Liễu là. Cô Liễu là. Tới lỗ mũi. Thôi thôi cô Liễu luôn. Thôi luôn. Ổn không? Dạ em ổn. Em ổn luôn chứ. Trời ghê vậy. Hai đứa chấm kiếm baby. Thằng chó này. Em khỏe ghê à. Khỏe ghê. Ờ chó cái mặt kìa. À, tối có sự kiện gì chấn động không kể chứ nghe coi. Đây nè, đây nè, lên sớm, lên sớm. À đó lên sớm. Lên sớm làm gì con? Khóa cửa lại luôn. Khóa cửa lại luôn. Con đóng được luôn. Thí Quỳnh gần lại là ai đứa ở chuồng. Trời ơi trời có không? Có không Thí Quỳnh? Có không? Cái gì vậy? Nó gần ngay cửa sổ nó hai đứa ở chuồng. Có trời trời em thấy rõ ràng cái đích con Thanh luôn. Trời ơi trời. Chết mẹ rồi trời. Sao em kể nghe coi đến nay nó kể câu chuyện tâm linh sao? Em với thằng Hiếu đứng gần hay sao mà thấy cái gì nó trắng trắng nó làm búp 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 mở ra thấy cái đít thành. Trời ơi chết rồi trời. Sao đóng cửa sổ hay má. Hay má chơi cảm giác mạnh không đóng cửa sổ. Rồi có câu chuyện tâm linh nào nữa không? Không có thằng Hiếu đó. Có thấy cái đít. Thấy cái đít con Thanh là tâm linh nhất đó hả? Rồi chết rồi. Có cái mùi tâm linh nữa kìa. Sao? Đúng rồi đít. Đít nữa. Ai đít? Dạ. Ôi cái thằng đó em ở nói rồi. Còn tôi thì thôi chết. Con ổn không Hào? Dạ ổn chứ. Rất là tốt. Bà tối có làm ăn gì được? Xỉn quá. Sẽ thua không? Thua rồi nhé. Chết mẹ con tôi. Lisa em ổn không? Em ổn chứ, em vẫn ổn chứ. Tôi ổn, rất ổn luôn. Trời ơi hả bà thấy liệu quá chê. Dí em quá trời. Con Tiên là các bạn đang cầm camera quay đó quý vị. Nó quất 21 lọ. Nó quậy banh dành cái đó luôn. Quá trời quậy luôn. Sao cảm giác sao cho xin ý kiến cho chuyến đi nè. Nói ngắn gọn trong 4 chữ thôi. Hết sức tuyệt vời. Ồ con biết không? VIP không? Hồi tối có xỉn luôn vậy? Xỉn chứ. Đâu kìa nó vô phòng mà đâu xỉn đâu. Chết trời trời con gái con đứa bữa nay đi xỉn luôn hả? Bà Lisa nè bị Tuấn á. Bà Thí Liễu dí dây xà. Lisa nó trốn ở đâu cũng dí. Em vô tới phòng khách rồi chế. Em ai tưởng em trước? Yên. Ai sập trước? Em với ông Tính hả? Không, em với con Tuấn ai sập trước? Đương nhiên là em rồi. Trời ơi quá dở Tuấn. Không có một cái phải vô.
3 viên sao sắc ung thư lắm á. Nghĩa là cái đó là chức năng, nó bổ sung vitamin cho mình. Ngưng đi, tiếp thị ngưng đi. Tiếp thị thị trường ngưng đi. Chẳng hỏi có. Tôi nghe đồn là hồi tối cô giết rất nhiều người phải không? Nó nói sáng nay nó ăn tô bún bò giống như ăn con thuốc độc. Chị hỏi dạ, hỏi anh Tiên á. Hỏi anh Tiên á. Dạ hỏi anh Tiên á. Hỏi Tiên sao Tiên? Quay mày này. Sao? Đâu có xa đâu chị. Sao? Nè đây. Hồi tối nè tôi nhớ gì đi ngày hôm qua đâu xịn rồi. Anh đi vô trong phòng của mình đi. Em còn tiếp mấy đứa bạn của em nữa. Bỏ tôi vậy luôn. Quá trời à. Bé Tiên là không nhớ gì hôm qua làm đâu quý vị. Nó quậy banh chành tụi em luôn. Nó lôi mà vô phòng đóng cửa và nó còn mở cửa vô tới phòng lôi ra. Tại sao anh mang hai thằng hai bên nó kéo ra ngoài. Trời ơi trời. Đi xà là con nhỏ này nè. Cho tôi xin tì đi tôi nói cái à. Hiếu à tối nó không có ói nha. Ê nó không ói nha. Nó chung xuống nghe ra đường lỗ mũi luôn. Hiếu nó rồi. Có cằn gặt luôn. Hiếu rồi. Hiếu mập là cho chói chó ăn kè nhiều lắm. Nó ra đường lỗ mũi luôn không có cằn gặt luôn Hiếu á. Thương nó thương rồi, Thương còn sống không? À Thương còn tỉnh kìa. Hồi tối là phải kè Thương về phòng nha quý vị. Kè theo kiểu là thương theo vậy nè. Tất nhiên không phải là tôi rồi. Hình như là nghe tối thì em kè. Ai kè về thì kè về đúng không? Em nè. Thì với Bích Tiên kè về mà trong cái cảm giác kè của con bé như vậy nè. Đây. Thương nè. Thương nó vậy đó quý vị. Thật sự. Để con kìa, con kìa. Con nói đi. Con bó thằng ngoài con uống không? Con uống không? Uống mấy lần? Mấy lần. Đếm mày. Bắt uống mấy lần đếm thử coi. Ngọt lần. Năm lần nó ngọt luôn. Xỉn nó ngọt không? Vui không? Đi chơi vui không? Vui. Vui như nào? Vui đây. Vui. Sữa chua ngon xuất sắc. Con này nó quậy quá, đi đâu anh cắp tới đó.